Thời gian qua, Tây Ninh đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, qua đó góp phần tạo động lực, thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Các chính sách hỗ trợ của tỉnh có thể kể đến như hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, qua đó tỉnh đã hỗ trợ 40 lượt tổ chức doanh nghiệp xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, sản phẩm chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn với tổng kinh phí khoảng 1,9 tỷ đồng. Ngoài ra hỗ trợ khen thưởng nhiều lượt doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia nhằm tạo động lực, khuyến khích doanh nghiệp của tỉnh cùng tham gia và phát triển thương hiệu